kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng này. Thanh Hóa tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hiệu quả chương trình kích cầu du lịch tại Sầm Sơn. ký ức thời bao cấp qua cuộc trưng bày chuyên đề đời sống thời bao cấp của nhân dân Thanh Hóa. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin kinh tế đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật. Nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương không gửi báo cáo, gửi báo cáo không đúng thời gian quy định, số liệu báo cáo không đầy đủ về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng vừa đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin liên quan về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2021. Bộ cũng yêu cầu các địa phương báo cáo về giải pháp kết quả xử lý hiện tượng giá đất tăng chóng mặt thời gian qua. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 5 tháng 7 năm 2021. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy hải sản Việt Nam VASEP cho biết từ khi bị Liên minh châu Âu EC áp thẻ vàng IUU, xuất khẩu hải sản Việt Nam vào EU đều rất khó khăn do kiểm tra rất gắt gao. Hiện nay, xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào châu Âu vẫn giảm 30%, trong khi lẽ ra với lợi thế EVFTA, thuế xuất nhập khẩu giảm phải tăng kim ngạch. Không chỉ với thị trường EU, nếu tình trạng không gỡ được thẻ vàng EC kéo dài hơn, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường khác cũng bị ảnh hưởng theo. Thông tin từ Cục Thống kê Thanh Hóa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Thanh Hóa tháng 6 năm 2021 đã giảm 0,14% so với tháng trước và tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 6, các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, thể thao ngoài trời ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giá lương thực thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính đưa chỉ số giá tiêu dùng giảm nhẹ so với tháng trước. Có 2 trên 11 nhóm hàng hóa được dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,98%, nhóm văn hóa giải trí du lịch giảm 0,22%. Tuy nhiên, giá nguyên nhiên vật liệu xăng dầu liên tục điều chỉnh tăng, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt trong mùa hè tăng cao khiến chỉ số giá tiêu dùng một số nhóm hàng có xu hướng tăng như hàng may mặc, mũ nón giày dép, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, giao thông Tính bình quân 6 tháng năm 2021, CPI toàn tỉnh Thanh Hóa tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có hơn 400 cửa hàng tiện lợi siêu thị mini, riêng tại thành phố Thanh Hóa có tới hơn 100 cửa hàng. Ưu thế của các cửa hàng tiện lợi là chi phí đầu tư thấp, thời gian hoạt động linh hoạt, cung cấp nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân, từ lương thực, thực phẩm, hoa quả đến hóa mỹ phẩm. Hàng hóa bán tại các cửa hàng tiện lợi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây cũng là nơi tích hợp các hình thức thanh toán hiện đại, tiện lợi cho người tiêu dùng. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 9134 ngày 28 tháng 6 gửi các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn cả nước còn 412 xã, 113 huyện của 30 tỉnh thành phố đang có dịch nhưng chưa qua 21 ngày. Đặc biệt có 3 tỉnh giáp với tỉnh Thanh Hóa là Sơn La còn 26 xã có dịch, Ninh Bình còn 21 xã có dịch và Nghệ An còn 30 xã có dịch. Tại tỉnh ta, dịch bệnh tà lợn châu Phi đã xảy ra tại một hộ chăn nuôi của xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa, buộc phải tiêu hủy 10 con lợn. Để kịp thời ngăn chặn khống chế và loại bỏ bệnh dịch tà lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trường các ban ngành đơn vị cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh tả lợn châu phi nguy cơ tái phát lây lan diện rộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người chăn nuôi nắm vững nắm chắc khi có lợn ốm chết chủ động khai báo dịch kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tập trung hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn, hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng dịch như vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất. Tổ chức ra soát, thống kê, nắm rõ số lượng các hộ chăn nuôi lợn, số lượng từng loại lợn trên địa bàn quản lý phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện xử lý rứt điểm khi bệnh dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng khi xuất hiện lợn ốm chết phải lập bản cam kết với hộ chăn nuôi không bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, báo cáo chậm, giấu dịch bệnh. Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, công tác quản lý vận chuyển giết mổ động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là công tác quản lý vận chuyển lợn giống, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xóa bỏ các điểm dừng tắm, rửa xe vận chuyển lợn không được cấp phép trên các tuyến giao thông và các nơi thu gom tập kết trung chuyển lợn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bố trí nguồn kinh phí để chuẩn bị dự phòng đầy đủ các loại vật tư phương tiện hóa chất sát trùng, vôi bột kể cả vật tư lên mẫu xét nghiệm phát hiện lợn bệnh. Bố trí đầy đủ lực lượng chuyên môn thú y các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng chống dịch định kỳ đột xuất theo quy định. Đối với các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi đặc biệt là các điều kiện để tái đàn tăng đàn chăn nuôi an toàn sinh học kiểm soát vận chuyển lợn giống vào địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức lấy mẫu kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu phi để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp phòng chống dịch hiệu quả thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo hướng dẫn xử lý rứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện không để dịch lây lan ra diện rộng các sở ngành thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và các bệnh lây lan từ động vật sang người theo chức năng nhiệm vụ được giao, địa bàn phân công phụ trách tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nắng nóng khiến mực nước trên các sông suối hồ đập phổ biến ở mức thấp hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Tại thời điểm này, toàn tỉnh hiện có 275 trên 610 hồ chứa chưa đầy nước, trong đó có 34 hồ từ mực nước chết trở xuống. Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, nên nguy cơ thiếu nước cho sản xuất vụ thu mùa là rất cao. Để giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng kéo dài, thiếu nước và hạn hán có thể xảy ra trên diện rộng, ngày 28 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Ra soát kiểm kê nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, Khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, không thể gieo cấy được để có phương án chuyển đổi cây trồng từ lúa sang cây trồng màu sử dụng ít nước. Phối hợp với các nhà máy thủy điện theo dõi chặt chẽ mực nước trên sông mã để chủ động bơm tưới và trữ nước tối đa phục vụ chống hạn. Đối với các hồ chứa còn ít nước, không đủ cung cấp cho toàn bộ nhu cầu, cần ưu tiên lượng nước còn lại theo thứ tự để cấp cho sinh hoạt, gia súc và cây trồng. Triển khai thực hiện các biện pháp thủy lợi như đào ao giếng nạo vét hệ thống trục canh dẫn nước lắp đặt các trạm bơm giã chiến đắp đập tạm giữ nước để tưới và chống hạn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình nguồn nước hạn hán thiếu nước và sử dụng nước tiết kiệm tới người dân Đã có những tín hiệu khá tích cực khi mà hơn một tuần qua, thành phố Sầm Sơn phối hợp cùng các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tung ra các chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Thanh Hóa đi du lịch Thanh Hóa. Thay vì khung cảnh Sầm Sơn chìm vào giai đoạn ngủ đông sớm, thì hiện mỗi ngày thành phố biển xinh đẹp này đã đón được hàng nghìn du khách đến để nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong vòng một tuần, khi quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn Beach and Gold Resort tung ra chương trình kích cầu nghỉ dưỡng không đồng đi gần vẫn tuyệt dành riêng cho người dân Thanh Hóa. FLC Sầm Sơn đã thu hút được 3.700 lượt khách nội tỉnh. Những ngày thường, tỷ lệ lớp đầy phòng từ 5% lên 60%. Đặc biệt vào hai ngày cuối tuần vừa qua, tỷ lệ lớp đầy lên tới 90% trên cả các hạng mục khách sạn và villa. Tôi lần này thì cũng có dịp đến Sầm Sơn cùng với gia đình và nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn thì cũng đã được một vài ngày rồi và cái chương trình mà nghỉ dưỡng không đồng ở Sầm Sơn, Sơn và cũng như là của FLC thì mình cảm thấy đúng với như cam kết mà Sầm Sơn, Sơn đã đặt ra và cũng như thế thì mình cảm thấy rằng là cái cái việc nghỉ dưỡng của mình thì cảm thấy rất là thoải mái và sau một mùa dịch thì mình cảm thấy đây là một cái đợt nghỉ dưỡng rất là chất lượng. Tiếp nối hiệu ứng tích cực này, FLC Sầm Sơn đã quyết định gia hạn thêm thời gian cho chương trình kích cầu cho du khách nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 15 tháng 7. Cùng với FLC, các cơ sở lưu trú có tiêu chuẩn 3 sao trở lên trên địa bàn Sầm Sơn cũng đã tham gia rất tích cực vào chương trình kích cầu, giảm trực tiếp 60% giá tất cả hạng phòng cho khách lưu trú. Đồng thời, du khách được sử dụng nhiều tiện ích khác hoàn toàn miễn phí như khu vui chơi trẻ em, bể bơi, đồ uống trong phòng. Chính vì vậy, cuối tuần qua, khách sạn này đã có 100 trên 123 phòng khách đến lưu trú. Theo như đánh giá chủ quan cũng như khách quan của bên khách sạn thì cũng do là tình trạng dịch cũng đã được ổn định do là ban chỉ đạo và cũng như là cơ quan chính quyền đã hạn chế được và cũng như là tạm thời đang dần được dịch nên cái tín hiệu lạc quan về khách du lịch về sầm sơn, sơn thì du lịch tương đối là khả quan hy vọng là trong một vài tháng tới thì lượng khách du lịch đến sầm sơn, sơn sẽ tăng đều hơn với các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng các chương trình kích cầu du lịch thực sự chất lượng, thiết thực, trong tuần qua, thành phố Sầm Sơn đã đón được trên 5.000 du khách đến nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ lưu trú ăn uống. Xúc động, ngạc nhiên, thú vị là những cảm xúc chung của nhiều người khi tham quan không gian trưng bày chuyên đề đời sống thời báo cấp của nhân dân Thanh Hóa do Bảo tàng tỉnh tổ chức. Đến đây, những người đã từng trải qua thời kỳ bao cấp như được gặp lại những hình ảnh kỷ niệm về cuộc sống của chính mình cách đây chưa xa, còn những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đổi mới hình dung rõ hơn về khó khăn vất vả mà cha ông đã trải qua. Đây là không gian trưng bày minh họa một quán bán hàng giải khát mà trước đây có thể bắt gặp ở bất kỳ làng quê nông thôn nào. Còn đây là một cửa hàng mậu dịch thời bao cấp với các mặt hàng lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, những vật dụng thường ngày của mẫu dịch viên. Và đây nữa, điểm nhấn chính của cuộc trưng bày lần này chính là không gian sinh hoạt của một gia đình cán bộ viên chức thời kỳ bao cấp. Từ phòng khách, phòng ngủ cho đến gian bếp, những hiện vật trưng bày vô cùng quen thuộc và gần gũi, gợi lại cho người xem những ký ức kỷ niệm không thể nào quên. Chiếc xe này của Lương Y Cao Văn Toại, một người làm nghề thầy thuốc rất là tinh thông, và một gia đình khá giả có điều kiện. Tôi là một người cháu ruột được ông rất yêu mến, rất quý cho nên với cho mượn và khi cho mượn thì ông dặn tôi đi xe là phải hết an toàn. Và ông dặn là khi mà gặp sự cố bất thường ấy, cháu phải nhớ là bóp cái bốn ngón bên này, bóp bên này thì bên này cũng phải bóp cân đối như vậy. Tôi hiểu rằng ông không chỉ là dặn tôi an toàn mà tôi hiểu đó là ông rất ý thức về việc bảo vệ cái xe, làm sao cho cái xe nó được giữ bền lâu dài những cái cái vật phẩm mà bảo tàng siêu tầm và trưng bày thì chúng tôi thấy là hết sức là quý giá, rất là đúng với lại những cái gì mà cái thời chúng tôi đã trải qua, gợi lại cho chúng tôi những cái kỷ niệm hết sức là sâu sắc và hết sức là chân thực, giúp cho những người trẻ tuổi sau này xem đấy thấy được một cái giai đoạn khó khó khăn và cũng là một cái giai đoạn thử thách của đất nước chúng ta. Đến với không gian trưng bày này. Công chúng còn được trải nghiệm các hoạt động thời kỳ bao cấp như xếp hàng mua lương thực thực phẩm, đồ dùng bằng tem phiếu, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt, nông cụ sản xuất. Trên 300 tư liệu hiện vật đã phản ánh phần nào về đời sống thời bao cấp của nhân dân Thanh Hóa, thời kỳ khó khăn vất vả nhưng vẫn thấm đẫm tình người. Để có được không gian trưng bày phong phú chân thực này, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã rất dày công trong việc tìm hiểu, sưu tầm, lưu giữ tài liệu hiện vật, bố trí trưng bày vừa phù hợp với không gian chung của bảo tàng, vừa gần gũi với công chúng. Sự hào hứng tiếp nhận của đông đảo người xem trong những ngày vừa qua cho thấy cuộc trưng bày đã thành công để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Trong cái quá trình mà sưu tầm và trưng bày ở đây thì bảo tàng cũng lựa chọn ra những, những hiện vật tiêu biểu. Bảo tàng cũng là tổ chức phục vụ cũng theo luôn luôn là tuyên truyền và phục vụ theo cái là đó là 5K. Mọi người đến bảo tàng là với cái mức độ là vừa phải được quy định trong phòng từ 10 đến 15 người và đeo khẩu trang và sát khuẩn và đo thân nhiệt đấy, thì được vào tham quan bảo tàng. Và như vậy là trong tiến tới thì bảo tàng cũng vẫn tiếp tục bằng nhiều phương tiện hình thức tuyên truyền được những cái giá trị di sản mà hiện nay bảo tàng đang lưu giữ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, việc bảo tàng tỉnh tăng cường tổ chức các cuộc trưng bày, truyền lãm chuyên đề là một trong những nỗ lực của đơn vị nhằm đổi mới đa dạng các hoạt động, phấn đấu trở thành điểm đến thu hút du khách. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Bất chấp khó khăn từ dịch bệnh COVID-19, hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm nay. Bài báo dẫn lời ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cho năm 2021 với thành quả của công tác phòng chống dịch của chính phủ, các khu vực trọng điểm của nghề cá thủy sản đến hiện tại ít bị ảnh hưởng bởi dịch, khiến cho xuất khẩu thủy sản trong năm nay đang có dấu hiệu tăng trưởng khá tốt. Còn theo Hiệp hội Da dày và Túi sách Việt Nam, các đơn hàng da dày túi sách đang dịch chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều cùng với nhu cầu thị trường khởi sắc giá các hàng hóa xuất khẩu của việt nam cũng gia tăng hơn điều này đã và đang góp phần vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các cơ quan chức năng cần đồng hành cùng doanh nghiệp và đặt ra các giải pháp dài hơi trong thời gian tới từ đó tạo nền tảng cho các ngành sản xuất phát triển thu hút được thêm nhiều đối tác bạn hàng trong và ngoài nước Báo Nhân dân phản ánh các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực hết mình để vượt qua tác động trực tiếp từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí cho sản xuất kinh doanh sẽ càng thêm khó khăn nếu không có sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành từ phía hệ thống ngân hàng. Bài báo cho biết, trước những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, hàng loạt tổ chức tiến dụng đã vào cuộc thông qua việc tung ra những sản phẩm cho vay mới với lãi suất ưu đãi, cơ cấu lại nợ, giãn hoán miễn giảm lãi suất. Đến cuối tháng 5 năm 2021, các tổ chức tiến dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 258.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với dư nợ gần 337.000 tỷ đồng. Miễn giảm hạ lãi suất cho hơn 677.000 khách hàng, với dư nợ gần 1,28 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, các tổ chức tiến dụng đã cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch, với doanh số lũy kế từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến nay đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng cho hơn 480.000 khách hàng. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 17 tổ chức tiến dụng công bố công khai về các chương trình sản phẩm tiến dụng với lãi suất ưu đãi. Như vậy, với sự hỗ trợ tích cực về nguồn vốn, giảm chi phí giao dịch cũng như cung cấp về thông tin thị trường, sản phẩm, giải pháp công nghệ từ phía ngân hàng, kỳ vọng rằng cùng với sự nỗ lực của mình, các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh để tiếp tục phát triển bền vững. Thông tin đáng chú ý đăng tải trên báo tin tức, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu của các đơn vị vận tải trên cả nước giảm đến 60%. Điều này gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị chính phủ cho phép lùi thời hạn xử phạt xe tải chưa lắp camera giám sát từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết năm nay. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này. Bộ cũng đang phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp vận tải khắc phục khó khăn, thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo theo quy định của nghị định số 10 năm 2020/CP nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Theo báo Tuổi trẻ, một vũ khí không thể bỏ qua để chống dịch COVID-19 là sự phối hợp giữa các địa phương Tuy nhiên đến nay hiện vẫn chưa có sự nhuần nhuyễn thống nhất giữa các địa phương trong việc làm thế nào là không ngăn sông cấm chợ, làm gì để vẫn duy trì được lưu thông hàng hóa, duy trì sản xuất kinh doanh. Bài báo nhận định thực trạng này đã có cả từ năm nay nhưng vẫn chưa tìm ra được hướng xử lý nhịp nhàng. Một khi chưa có sự thống nhất giữa các địa phương, lời ta thán chống dịch quá tay sẽ còn vang lên mãi một khi chúng ta vẫn đeo đuổi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà không nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp chống dịch giữa các địa phương thì không chỉ làm khó người dân và doanh nghiệp mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến mục tiêu này. Theo báo điện tử Đài truyền hình Việt Nam, tuần qua một số cơ quan truyền thông phản ánh, việc nhu cầu dùng điện vào mùa nắng nóng tăng cao, người dân ở nhà nhiều vì dịch Covid-19, cùng với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc lỗi thời khiến hóa đơn tiện điện tăng vọt. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa có phản hồi chính thức về vấn đề này. Cụ thể, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết sẽ hoàn thiện các phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện của các khách hàng đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng điện của khách hàng. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ lựa chọn phương án phù hợp và sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan có liên quan để hoàn thiện các phương án sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trước khi báo cáo chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn chặn xử lý trận đề vi phạm về quá tải, nhất là tình trạng các lái xe thường lợi dụng thời điểm ngoài giờ, lực lượng chức năng không tuần tra kiểm soát để chở quá tải. Công an huyện Thiệu Hóa đang huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tập trung kiểm tra xử lý xe ô tô tải cơ nới kích thước thành thùng chở quá tải hoạt động vào ban đêm. Thiệu Hóa là địa phương vừa có các mỏ đá và cát, đồng thời lại giáp danh với các huyện Thọ Xuân, Yên Định. Vì vậy, trước đây, nhiều lái xe thường lợi dụng thời điểm ngoài giờ, lực lượng chức năng không kiểm tra hoạt động chở quá tải. Thực hiện mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về tuyên truyền kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa. Từ ngày 21 tháng 6, Công an huyện Thiệu Hóa đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông trật tự ra quân xử lý vi phạm. Đặc biệt, để khép kín thời gian kiểm soát, bên cạnh duy trì một tổ công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong giờ hành chính. Công an huyện đã tăng cường thêm một tổ công tác tiến hành kiểm tra xử lý xe quá tải hoạt động vào ban đêm, tập trung ở các tuyến tỉnh lộ nơi có các điểm mỏ và bãi tập kết vật liệu xây dựng như tỉnh lộ 506B, thị trấn Vạn Hà, đi xã Tiệu Ngọc, tỉnh lộ 515C, Bà Chè, Cầu Kè. Song song với cái tuần tra kiểm soát ban ngày thì chúng tôi đã chủ động đề xuất với đồng chí trưởng công an huyện tăng cường tối đa lực lượng ban đêm chúng tôi sẽ huy động thêm một tổ tuần tra phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên của công an huyện công an các xã thị trấn. Cũng giờ chúng tôi tập trung kiểm tra vào ban đêm là từ 20 giờ đêm ngày hôm nay cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Với quan điểm khách quan, tránh mọi can thiệp và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm ngoài giờ hành chính, đến nay sau một tuần ra quân, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thiệu Hóa đã kiểm tra lập biên bản xử phạt 50 trường hợp chủ xe, lái xe vi phạm quá tải, quá kích thước thành thùng, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước trên 150 triệu đồng. Hiện nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện vẫn đang tiếp tục duy trì, trong đó linh hoạt trong phương thức tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường qua địa bàn huyện. Bản tin theo ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.